Mau nhìn này, cô nàng succubus thiếu hơi này đã đè chủ nhân xuống đất rồi biểu diễn một màn 18 cộng. Cô không hề bận tâm đến trẻ em vị thành niên đang đứng bên cạnh nhìn. Đúng là xấu hổ quá đi mà. Chào mọi người, mình là Michi An đây. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với nội dung tập 1 đến tập 3 của bộ anime Bá Đạo Cực Đã Overlord mùa 3. Ở mùa trước, sau sự kiện Kinh Đô bị tấn công, En thắng trận trở về và luận công ban thưởng cho các thuộc hạ. Ngài đã thưởng rất nhiều vàng cho xe bắc sần, còn đồng ý để ông hẹn hò với Tuari. Còn cô nàng thích giày vò loài người Epsilon thì ngài cũng thỏa mãn mong ước của cô. Sau khi xong chuyện, En đi tắm rửa thư giãn. Ở thế giới loài người ngài chỉ là một nhân viên văn phòng nhỏ bé. Sau khi xuyên đến New World thì lại trở thành bá chủ một phương. En chưa biết rõ cách phải quản lý thuộc hạ như thế nào mới ổn. Lúc này ngài nhớ đến cảm giác cực kỳ thoải mái khi ngâm nước bèn quyết định cho các thuộc hạ được nghỉ phép. Lúc này các cô hầu gái của Đại Lăng Tẩm vẫn đang làm việc suốt ngày không ngừng nghỉ. Họ đều là những dũng sĩ đánh đấm giỏi, làm việc nhà cũng giỏi. En trông dáng vẻ chăm chỉ làm việc của họ mà cảm thấy hơi hơi áy náy, cứ như bản thân là một nhà tư bản xấu xa vậy. Rất nhanh sau đó, En gọi quân sư Demiurge đến và đưa một phần tài liệu cho hắn. Ngài bảo hắn hãy đưa nó cho các thủ hộ nam của Đại Lăng Tẩm. Sau khi đọc nội dung bên trong thì Demiurge hiểu ý nở nụ cười. Hắn sai thuộc hạ đưa tài liệu cho Mare. Trên tài liệu có để chỉ thủ hộ nam mới được đọc. Tuy Mare trông như con gái nhưng giới tính thực sự của cậu là nam. Sau khi đọc hết nội dung thì hai má cậu đỏ ửng rồi nở nụ cười ngu ngơ. Rốt cuộc nội dung là gì chứ? Ở một diễn biến khác, Ens đã cho các thủ hộ nữ nghỉ phép. Albedo khoe khoang chiến mã hai sừng mới cống của mình với Aura và Santia. Cô muốn tặng nó cho Ens. Nhưng ngựa hai sừng trái ngược với ngựa một sừng. Ngựa một sừng lại dành cho những ai còn trong trắng. Còn ngựa hai sừng thì không cho phép những người đó cưỡi mình. Nghĩ là trong Albedo giam đang thế thôi chứ thật ra cô ấy vẫn còn là một trinh nữ. Aura và Santia hết cả hồn. Albedo thì khóc rống lên. Tuy cô là một succubus hút tinh hoa của đàn ông để sống. Nhưng vì công việc của Đại Lăng Tẩm quá bận rộn, cô hoàn toàn không có thời gian để đóng phim hành động với đàn ông. Hơn nữa trong lòng cô chỉ chứa mỗi En, những kẻ khác không thể nào nhúng chàm cô được. Santi đứng bên cạnh không có kinh nghiệm về mảng này. Hai người đều dùng chiến mã hai sừng làm cớ để En nhúng chàm bọn họ. Trông thấy hai người sắp ra tay đánh nhau, Aura chỉ đành đứng ra hòa giải. Cô đề nghị mọi người hãy cùng nhau đi tắm hồ. Ở phía bên kia, để trở thành một lãnh đạo đạt chuẩn, En đang luyện tập các hành động trông có vẻ ngầu lòi. Đúng lúc bọn Mare muốn cầu kiến, En làm một động tác phất áo choàng ngồi xuống. Mare không kìm lòng được mà cất lời khen tư thế oai hùng của ngài. En biết Mare trời sinh thành thật, cậu chỉ nói những lời thật lòng. Đứng trước một trap boy đáng yêu như thế, En giữ kìm lòng không đặng mà bế cậu lên nói một đống lời cảm động. Mare kích động đến mức oa khóc to. Anh Bedo trông thấy dáng vẻ vừa đẹp trai vừa dịu dàng của En thì không kìm nén được ham muốn của mình. Hai mắt cô phát sáng, vồ vập En như một con sói đói. Cuối cùng thì bản tính của succubus cũng bùng nổ. Cô cưỡng ép En phải chơi xếp hình cùng mình. Cứ thế, trước mặt của Mare bé nhỏ, Ens và Albedo đã diễn một màn 18 cộng đầy kính thích. Sau khi xong chuyện, Ens và các thủ hộ nam của Đại Lăng Tẩm đi ngâm hồ. Nội dung trong phần tài liệu kia chính là bảo mọi người cùng đi ngâm hồ. Đây là cách giải tỏa áp lực tốt nhất mà ngài một người Nhật Bản ở kiếp trước nghĩ ra được. Lúc này giọng của Aura phát ra từ suối nước nóng bên cạnh. Cô nói khu rừng phía dưới của Albedo rậm rạp thật. Sau đó mấy người trong phòng tắm lại choảng nhau vì Ens. Một ngày vui vẻ đã kết thúc bằng sự rúng động mạnh mẽ của phòng tắm nữ. Hôm sau, Angie triệu tập mọi người để bàn về phương châm hành động sau này của Đại Lăng Tẩm. Nhiệm vụ bước đầu tìm hiểu thế giới này và ngụy trang Đại Lăng Tẩm đã hoàn thành, đã đến lúc quyết định con đường sau này. Khi đấy Angie đã đứng dưới ánh trăng và tuyên bố sẽ chinh phục thế giới này, lời nói đó đã in sâu vào lòng Demiurge. Demiurge nghiền ngẫm nó, hắn cho rằng Angie muốn thế lực Đại Lăng Tẩm trồi lên mặt nước, dựng nên một quốc gia mang tên Đại Lăng Tẩm. Angie vô cùng kinh ngạc, đây hoàn toàn là sự tưởng tượng của Demiurge, ngài chưa bao giờ nghĩ như thế cả, nhưng chinh phục thế giới có ích cho việc tìm kiếm người chơi khác. En chỉ đành lợi dụng điều này, giả vờ như mình thực sự có ý định chinh phục thế giới. Đồng thời dẫn dắt Demiurge nói ra kế hoạch tiếp theo, mọi người quyết định sẽ dùng làng Kane từng được En cứu giúp là căn cứ đầu tiên để chinh phục thế giới. Nào chúng ta cùng chuyển cảnh, hai chị em từng được En cứu sống đã dùng chiếc tù và do ngài tặng để triệu hồi các Goblin. Bây giờ các Goblin đều xem Enri là đại ca và nghe theo lệnh của cô hỗ trợ xây dựng lại làng. Hôm đó, Enri dẫn Gombin Kayali đến tìm thầy thuốc Enfirea. Từ lúc được En cứu cậu vẫn luôn sống tại làng Kane và bảo vệ nữ thần Enri trong mộng. Nhưng vì có tính cách dễ thẹn thùng nên mãi mà cậu vẫn không dám tỏ tình với Enri. Kayali thấy chứng mắt nên chủ động xin trợ giúp. Enfirea cứ nghe ông ra dấu rồi tìm cơ hội tỏ tình với Enri. Đến giờ cơm trưa, vì đêm qua thức trắng nghiên cứu chế thuốc nên Enfirea gục mặt xuống bát canh mà ngủ. Enri chỉ đành cõng cậu về nhà nghỉ ngơi. Thế là Enfirea bể kèo tỏ tình. Trong khoảng thời gian qua, các Goblin đã làm rất nhiều chuyện cho ngôi làng này. Enri vô cùng biết ơn họ. Sau giờ cơm, các Goblin không hề nghỉ ngơi mà huấn luyện chiến đấu cho dân làng ngay. Enri thì đến phòng bếp rửa bát, làm những việc mà bản thân cô làm được cho các Goblin. Lúc này cô em gái Nemu tìm đến chị mình. Enri nhìn cô bé mà không kìm lòng được nhớ lại quá khứ bi thảm.
cô bất cẩn dùng sức quá mạnh, làm hỏng mất con dao làm bếp. Kayali nghe thấy nên vội vàng chạy đến. Lúc này Henry mới nhận ra do làng không có thợ rèn sắt, không chỉ không có nơi sửa dao làm bếp, ngay cả trang bị của các goblin cũng cực kỳ rách nát. Henry ghi nhớ việc này, cô dự định tìm kiếm một thợ rèn sắt cho làng mình. Sau đó Nemu nói cho Henry biết thảo dược trong làng sắp được dùng hết rồi. Thật tình cờ, lính trinh sát cũng báo cáo trong rừng có động thái bất thường. Henry chuẩn bị xếp một nhóm goblin vào rừng điều tra, tiện thể hái thêm cây thuốc. Ngay tại lúc này, Kayali đã ra dấu. Enfirea nhân cơ hội bày tỏ rằng mình sẽ bảo vệ cô an toàn. Không ngờ lời nói huỵch toẹt của Enfirea đã có hiệu quả hoàn toàn trái ngược. Henry đã phải nở nụ cười lúng túng. Ngay sau đó, một nhóm người vào rừng hái thuốc. Henry bị thu hút bởi động tác hái thuốc nhanh nhẹn và phóng khoáng của Enfirea. Dù sao thì người con trai khi nghiêm túc làm việc luôn hấp dẫn nhất. Cuối cùng thì tình cảm giữa hai người cũng có tiến triển. Đúng lúc ấy, Kayali cảm thấy có một vật thể không xác định đang đến gần. Một con chó ác linh đang đuổi theo một nhóc goblin mình đầy thương tích. Kayali vốn định mặc kệ cậu nhóc, nhưng Henry thiện lương quyết định ra tay giúp đỡ. Cứ thế, các goblin đã xông ra chiến đấu. Enfirea đứng cạnh dùng ma pháp bắp cho mọi người. Bọn họ chung sức chiến thắng chó dữ. Sau trận chiến, Enfirea dùng thuốc chữa trị cho nhóc goblin. Cậu nhóc cũng đã kể về cảnh ngộ của mình. Vốn dĩ khu rừng này có ba thế lực là Hiền Vương rừng rậm, Cự Nhân phương Đông và Quỷ Xa phương Tây. Nhưng sau khi Ange mang Hiền Vương rừng rậm Hamu xử kế đi thì Cự Nhân cùng Quỷ Xa bắt đầu hợp sức gây sự. Mọi người dẫn nhóc goblin về làng để kể chi tiết hơn. Beta thuộc nhóm hầu gái của Đại Lăng Tẩm cũng phụng mệnh đến nơi này. Còn có cả nhà mạo hiểm tóc đỏ lúc trước cùng tham gia cuộc họp. Hiện tại cô đang sống tại ngôi làng này và trở thành cảnh vệ của làng. Từ lời kể của nhóc goblin, mọi người biết được có một thế lực vong linh xuất hiện trong khu rừng. Quỷ Xa và Cự Nhân chung sức trưng binh tiêu diệt vong linh. Goblin nhỏ bé như cậu nhóc chính là vật hy sinh trong mắt bọn chúng. Do cả tộc của nhóc goblin đều làm lính đào ngũ nên bị bọn chúng đuổi giết. Beta vốn muốn nhờ En giúp đỡ, nhưng Henry cho rằng mình phải bảo vệ ngôi làng này. Cô quyết định cùng Enfirea đến công hội nhà mạo hiểm nhờ giúp đỡ. Sau khi cuộc họp kết thúc, Enfirea đã đưa thuốc do cậu chế tạo cho Beta và nhờ cô đưa nó cho En. Đêm đến, các goblin báo cáo với Henry rằng họ đã tìm được người trong tộc của nhóc goblin, tiện thể bắt vài tên quỷ ăn thịt người từng đuổi giết nhóc goblin về. Henry gom góp lòng dũng cảm, ra lệnh cho quỷ ăn thịt người bảo vệ ngôi làng. Quỷ ăn thịt người khiếp sợ trước khí thế của cô nên đều cúi đầu xưng thần, bằng lòng trung thành với cô. Vì vậy mà Enfirea cũng ở lại chữa trị cho các quỷ ăn thịt người, chỉ còn mình Henry đến công hội nhà mạo hiểm xin trợ giúp. Kết quả là vừa vào thành Henry đã bị lính gác bắt giữ. Nguyên nhân là vì các lính gác phát hiện chiếc tù và có giá trị liên thành trên người cô, nhưng cô chỉ là một cô gái yếu đuối. Sao lại có thứ quý giá như vậy? Henry không thể nói rõ mọi chuyện, các lính gác chuẩn bị tra tấn ép cung. May mà En trong thân phận nhà mạo hiểm đã xuất hiện kịp lúc và giải cứu Henry. Sau đó En ra lệnh cho Gamma đến hỏi nguyên nhân Henry muốn vào thành. Cô chỉ đành khai thật, lần này vào thành, cô muốn nhờ công hội nhà mạo hiểm tiêu diệt quỷ quái trong rừng, tiện thể hái thuốc ở đấy, tìm người đến ở lại làng để tăng thêm lực lượng sản xuất. Những việc của trưởng làng đều được cô ấy bao thầu. Sau khi có được tin tình báo, Gamma lập tức rời khỏi. Ngay sau đó, Henry lại gặp phải khó khăn tại công hội nhà mạo hiểm. Chỉ có nhà mạo hiểm cấp Adam Antai mới có thể nhận nhiệm vụ tiêu diệt hai thế lực quỷ quái trong rừng. Giá cả để thuê những nhà mạo hiểm này rất đắt, Henry không có nhiều tiền như thế. Cô định bán chiếc tù và để gom góp tiền, nhưng lại không muốn phụ ơn cứu mạng của Ange. Ngay lúc Henry không biết phải làm thế nào thì nhân viên phục vụ vốn lạnh nhạt với cô bỗng dưng năn nỉ Henry hãy nói cho cô ấy biết chuyện cần ủy thác. Có vẻ Ange lại âm thầm giúp đỡ rồi. Sau khi xử lý xong chuyện cần ủy thác thì Henry rời khỏi thị trấn. Các goblin đi cùng cô đang đứng đợi ở bên đường. Henry ôm một đống trang bị vừa mua ở trong thành để làm quà cảm ơn họ đã bảo vệ ngôi làng. Các goblin cảm động đến rớt nước mắt. Cả bọn vừa về tới làng thì trưởng làng đã vội vàng cho gọi Henry. Sau khi biết rõ tình hình, Henry lo lắng đi tìm Beta để bàn chuyện. Thì ra trưởng làng đã lớn tuổi rồi nên muốn để Henry thừa kế vị trí này. Mọi người trong làng đều đồng ý với điều này, nhưng Henry lại sợ mình không đảm đương nổi. Beta khuyên cô hãy nghĩ thoáng, cho dù ai làm lãnh đạo thì cũng sẽ mắc sai lầm thôi. Quả thật chỉ có Henry thích hợp làm trưởng làng nhất. Sau đấy Enfirea cũng cổ vũ Henry đảm nhận vị trí trưởng làng, vì các goblin chỉ nhận Henry làm chị đại. Henry làm trưởng làng thì họ mới cống hiến công sức và chiến đấu đến giây phút cuối cùng vì ngôi làng này. Sau khi được cổ vũ, cuối cùng Henry cũng quyết tâm đảm nhận vị trí trưởng làng. Nội dung tập này đến đây là hết. Trong mùa 3, ngoại trừ Ange vô địch thì còn có thêm nhiều nội dung kể về đại tướng quân Henry. Tiếp theo đây, Henry sẽ từ một cô thôn nữ lội ngược dòng trở thành người thống lĩnh hàng trăm nghìn đội quân trở thành thế lực mạnh mẽ nước tiến gần xa. Chúng ta hãy cùng đón xem nhé. Vâng, nội dung tập này đến đây là hết. Nếu bạn thích review của mình thì nhớ follow kênh mình nhé. Hẹn gặp lại vào tập sau.